Cẩm Ly xin được gửi đến quý vị một phần trong bài vọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, Giấc mộng lá sầu riêng. Cạnh bên ma suốt cuộc đời sân khấu, cô ấy
bàn thờ của má. Cô gái ấy tên là nghệ sĩ Kim.